trận đấu hơn 110 với ông Nguyễn Tuấn Tài, đoàn Vĩnh Phúc, góc Cẩm Đỏ, gặp Ma Phương Nam, đoàn Thái Nguyên, góc Cẩm Tây. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Trận đấu kết thúc với bàn thắng tuyệt đối của huấn luyện viên Đỗ Thành Thanh và Thái Nguyên.